À rồi, Huy Cường Audio xin kính chào tất cả các bác. Thì cũng 2-3 ngày vừa qua thì bên em cũng bận chút công việc. Thì hôm nay bên em lại lên clip cho tất cả các bác, phục vụ tất cả các bác những cái hàng mới về. Đấy. Thì hôm nay bên em về được cái cặp dây tín hiệu quét của Anh và cái dòng dây Kimber của Mỹ. Thì hai cái dòng dây tín hiệu này thì tất cả những dòng dây tín hiệu này đều dòng mạ bạc nha tất cả các bác. Đấy. Thì mọi chi tiết liên hệ mua hàng các có thể liên hệ trực tiếp cho em qua hai số điện thoại trên màn hình, thì bên em sẽ ship hàng toàn quốc cho tất cả các bác nha. Thì hôm nay bên em về hàng rất là nhiều. Đấy, về cực kỳ nhiều nha các bác nhìn. Đấy, đây rất là nhiều. Đấy, các bác nhìn hàng nhiều cho tất cả các bác lựa chọn. Đấy, và hai cái dòng dây tín hiệu này thì giá nó rất là bình dân nha, giá cực kỳ bình dân. Đấy, trước tiên thì em sẽ đi cho tất cả các bác cái cặp dây tín hiệu và quét của Anh này. Dòng này thì bán cũng khá là phổ thông ở trên thị trường rồi. Đấy, cũng bán cũng khá phổ thông rồi. Đấy, thì hôm nay bên em về. Đấy, thì bên em về những dòng đầu dắt khác nha, khác với những một số chỗ khác. À, đây, hôm nay bên em về có là dòng đầu dắt quá của Mỹ. Đấy, đầu dắt. Anh em sẽ quay cái đầu dắt cho anh em xem. Đó. Đây, đầu dắt của nó là đầu dắt khóa như thế này nha. Đấy, lưới lỏng xuống để các bác cắm xong các bác siết lên như này nha. Đấy, nào có nhìn. Đây, em sẽ quay thân dây. Đó, thì dòng dây này nó chính là dòng dây quét singer. Đó, có nhìn này. Đó, dây thì dây mạ bạc đi theo điều hướng mũi tên như này nha. Đó, đầu rắc mạ vàng công nghiệp 24K rất là cao cấp các bác nhìn. Đó, cái dòng này thì hôm nay bên em về số lượng rất là nhiều, gần 100 cặp nha các bác. Về rất là nhiều để phục vụ cho tất cả các bác. Đó. Dây thì đây, cặp tay em đang cầm này là dài 1 mét nha. Đấy, cặp tay em đang cầm đây. Đó chính là cặp dài 1 mét này. Đấy. Còn bên dưới này đây là cặp 1,5 mét. Đấy, tại vì em chưa có khui hết là được. Đấy, thì khui tạm là chụp cặp ra cho tất cả các bác. Để các bác tham khảo thôi. Đấy, có nhìn. Những bác nào mà đang muốn cải thiện giải chép của nó thì lên lựa chọn cho mình những cặp dây như thế này. Tiếng rất là hay nha, cực kỳ chi tiết. Đó, tiếng cực kỳ là hay. Đó, các bác nhìn. Đấy, và một cái cặp dây tín hiệu quét singer này. Đấy, thì cũng rất là nhiều chỗ bán. Người ta bán 7-800, 6-700 thì tùy. Tùy chỗ bán thì bên em sẽ bán được các bác với mức giá là 650.000. Giá này bên em đã bao ship nha tất cả các bác. Giá là bao ship toàn quốc. Những bác nào đặt hàng bên em thì biết rồi. Đấy, hàng bên em 100%. Tất cả các đơn hàng bên em đều ship nhanh cho tất cả các bác. Đấy, bác nào ở xa thì chỉ 2-3 ngày nhận được, bác là ở gần thì 1-2 ngày. Đó. Trừ khi có đơn hàng nào nó bị trục trặc lỗi từ đơn vị vận chuyển thì nó sẽ lâu hơn một chút thôi. Còn đa số hàng hóa là bên em đều ship nhanh như các bác. Đấy, các bác nhìn. Đây, các bác nhìn này. Đây, cặp dây tín hiệu quét singer. Đấy, các bác nhìn. Hàng về rất là nhiều. Chỗ này là dài 1,5 mét nha các bác. Đấy, 1,5 mét của nó thì giá chênh lệch mà 150.000, đấy 800.000 một cặp. Đấy, cặp 1,5 mét, còn cặp 1 mét như này là 650.000. Đấy. Tiếp đến là cái thằng dây Kimber này. Kimber. Thằng dây AV Kimber. Này. Đấy, dây là dây bãi Mỹ nha. Đấy, các bác nhìn. Đầu rắc nó đây. Đấy. Đấy, cặp bác xem, quay 2-3 cặp cho các bác xem. Đấy, để các bác có thể tham khảo những dòng dây như này. Đây các bác nhìn. Đây, trên tay em đang cầm đây thì thằng này là thằng Kimber của Mỹ này. Em sẽ quay các bác xem này. Đây, Kimber USA. Hàng nguyên bản nguyên zin 100% nha các bác. Đấy, cục chống nhiễu của nó. Còn đây là đầu rắc Kimber. Nhìn này, đầu rắc Kimber của hãng. Đấy, thì một cặp dây AV Kimber như thế này. Đấy, thì bên em chỉ có về được 1 mét. Dòng này thì nó người ta lại không có 1,5 mét để em nhập về nha. Thì đa số toàn là 1 mét thôi, không có 1,5 mét đâu. Đấy, thì cái cặp dây AV Kimber này thì em đang bán cho các bác mức giá là 850.000 nha, dài 1 mét. Đấy, còn đợt sau thì chắc chắn là giá nó sẽ lên rồi. Đấy, đây. Đấy, những dòng dây này thì cải thiện cái giá cao nó cực kỳ hay nha. Tiếng chép của nó rất là mịn mà. Đấy, dòng dây tín hiệu giá bình dân. Đấy,
hai dòng dây tín hiệu này thì bên em về thì cứ thuộc dòng bình dân ra cả các bác. Đấy, để cho các bác nào có thể lựa chọn những dòng dàn này, những dòng dây như này để nghe. Đấy, cho làm sao cho nó phù hợp với cái dàn âm thanh của tất cả các nhà các bác nha. Dây nhỏ gọn này, có nhìn đây. Bạc mịn rất là đẹp nha. Thì cặp dây tín hiệu Kimber này thì em vẫn bán được các bác rồi. Đấy, tại vì hôm loại em bán thì em hết hàng, hôm loại em về được có 8-9 cặp gì đó thì mới hết hàng. Thì hôm nay em về được 10 mấy cặp nữa. Đấy, nhưng mà là nhanh tay thì cứ đặt hàng thì em qua hai số điện thoại trên màn hình. Đấy, thì em sẽ ship hàng toàn quốc cho tất cả các bác. Đấy, hàng về rất là nhiều nha các bác. Rất là nhiều. Đó. Cực kỳ nhiều. Đấy. Thì rồi. Thì Vicon Audio cũng xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video kế tiếp nha. Đấy, thì mọi chi tiết liên hệ mua hàng các bác alo trực tiếp cho em. Đấy, em sẽ ship hàng cho tất cả các bác. Rồi.